Kính chào quý vị và các bạn. Tiện ích Google Chrome là một phần không thể thiếu giúp cho chúng ta lướt web được dễ dàng. Video lần này tôi xin hướng dẫn quý vị và các bạn cách tăng tốc Google Chrome tối ưu trình duyệt Internet để lướt web nhanh hơn. Để tiến hành tắt hoặc xóa bỏ các phần mở rộng của Google Chrome nhằm tăng tốc quá trình lướt web, đầu tiên các bạn vào phần trình duyệt Google Chrome. Trong phần trình duyệt ở góc trên cùng bên tay phải, các bạn kích chuột vào và chọn cài đặt. Trong phần cài đặt, các bạn chọn phần tiện ích. Như các bạn thấy trên màn hình, ngoài hai phần mở rộng mặc định cần thiết là Google Tài liệu và Google Tài liệu ngoại tuyến, thì các phần mở rộng nào mà các bạn không biết thì các bạn có thể bỏ, bấm vào dấu tích vào dấu đã bật. Và bấm vào sọt rác để xóa bỏ. Khi thực hiện xong, các bạn tắt trình duyệt Google Chrome và bật lại, sẽ thấy tốc độ được cải thiện đáng kể. Chúc các bạn thành công. Video vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn một trong những tiện ích của Internet. Chúc quý vị và các bạn thành công.